Lý lại đây với chị. Của xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Lý ơi, mẹ con mất rồi. Mẹ con mất rồi. Năm 1991, cách đây 33 năm, có cô bé 12 tuổi đầu đi chăm mẹ tại bệnh viện trên cao nguyên. Người ta bảo mẹ mất, thế là cô chạy. Chạy đến rất nhiều năm sau mới chững lại ở một khu công nghiệp, trong lòng luôn đau đáu. Mẹ đã mất cũng đành, nhưng còn hai em trai nhỏ, bơ vơ, nơi vùng kinh tế mới không người thân thích, thì ai đã trông? Vậy là hai đứa em, tên là gì? Dạ, em kế em tên là Đỗ Văn Phúc, còn em út của em tên là Đỗ Văn Hậu. Các em lúc ấy bao nhiêu tuổi? Lúc ba cha em chết là lúc đó em cỡ 5 tuổi. Mẹ em gọi kế em đứa em kế của em là cỡ 3 tuổi. Là lúc đó là em nghe mẹ nói là mẹ đang mang bầu em đứa em Hậu là mấy tháng. Là thời gian sau này cái mẹ sanh ra cái nuôi tụi em lớn lên. Cái mẹ đưa ba bốn chị em đi vào lập kinh tế mới Đắk Lắk, nhưng mà ông bà ngoại nhất quyết là sẽ cản, là không cho đi. Tại ông bà ngoại nói là mẹ thân cô thân độc mã một mình mà đưa tụi con vô đây thì sao mà sống. Nhưng mà mẹ nhất quyết đi và mẹ cãi ông bà ngoại đã đi và đưa mấy chị em vô trong đây ở ra một thời gian sau. Một thời gian sau thì cái mẹ bệnh ở kinh tế mới đó thì nó không đủ chi phí, nên đã ở đó ta dời đưa mẹ em đi lên trên bệnh viện Bảo Lộc để trị một thời gian. Thì chị ở đó rồi cái mẹ bị bệnh thì em nghe mấy người đó nói là mẹ mất, cho nên em quảng quá em bỏ em chạy chạy theo người ta. Cho nên đến khi mà em nghĩ lại, em muốn kiếm về kiếm em của em, nhưng mà em không biết để đâu để kiếm nữa. Nên từ đó giờ lúc nào em cũng nao náo trong lòng là em muốn kiếm em của em, nhưng mà vì em không có tiền cho nên em không có đi kiếm được. Chúng mà là em muốn bỏ em của em như vậy. Đúng rồi, lúc ấy thì chị mới chỉ có 12 tuổi thôi, còn hai em thì mới học lớp 1 và học lớp 3. Dạ. Theo như em nghĩ là hàng xóm lúc ấy có thể ai nuôi được hai em đó không? Dạ, khúc mẹ, khúc mày em ở trên kinh tế mới là ở đó người ta có xin em làm con nuôi. Nhưng mà mẹ không có cho, mẹ nói là em chỉ có một mình em là con gái, mẹ không có cho. Nên mẹ đưa em Phúc á, kế em là em trai cho người ta làm con nuôi. Nhưng mà một thời gian sau, cái mẹ có nói là giờ mẹ nhớ con, mẹ nói cái anh của chú Bốn là đưa em của em về. Nhưng mà chú nói là bây giờ người ta nuôi con của chị như vậy thì thôi hãy để cho người ta nuôi, sau này lớn lên nó sẽ quay về với chị. Chứ giờ chị rước nó về, chị đâu có thể nào mà chị nuôi nó mấy đứa con được. Nên mẹ cũng đã từ bỏ ý định. Rồi là mẹ con, ba mẹ con lại sống với nhau, mẹ không nhắc đến chuyện em Phúc nữa. Bây giờ thì chị Lý, Đỗ Thị Lý, nhưng mà chị về sau được đặt một cái tên khác là Nguyễn Thị Ngọc Huệ. Yeah. Và bây giờ chị đang là công nhân may. Yeah. Ở ở Can An. Ở Can An, ở Đức Hòa, Long An. Yeah. Dạ. Chị Huệ làm công nhân may ở khu công nghiệp Đức Hòa, Long An. Con gái đầu của chị đậu vào cao đẳng, nhưng xin bảo lưu vì chưa có tiền đi học, cũng xin làm công nhân một năm. Từ thời điểm từ cổng bệnh viện Bảo Lộc chạy đi, chị đã từng sống vài năm ở nhà cô giáo Bình gần chợ Bảo Lộc. Bà Bình khi đó nằm cùng phòng bệnh, báo tin cho chị biết là mẹ chị đã mất, rồi đón chị về nhà chăm em cho đi học. Chị theo gia đình mẹ nuôi ra Bắc lại vào Nam, được 8 năm không giấy tờ hộ khẩu gì, thì chị thấy mất hết tình cảm và bỏ đi, theo bạn làm công nhân ở Bình Chánh rồi về Đức Hòa này. Đã 14 năm 4 tháng, chị làm công nhân trong nhà máy may, có bạn bè thân thiết như chị em. Căn nhà này được công đoàn công ty xây tặng trên mảnh đất mà vợ chồng chị đã tích cóp mua được. Lớn lên là đi làm công nhân luôn tới giờ luôn. Nay là bốn mấy năm rồi. Đó là từ mới đầu bắt đầu. Đúng là ta hoàn cảnh có nói là khó tìm. Cái tìm hả con? Khó tìm. Chị em. Em thì còn nhỏ mà. 30 tết là mình coi em. Chị Huệ nhớ chắc tên mình là Đỗ Thị Lý. Cái tên đã theo chị về đến Long An, không giấy không tờ.
Cha nuôi của chị nhờ quen biết mới làm cho căn cước lấy tên là Huệ. Cha mẹ nuôi khi đó là chủ dãy nhà trọ. Ông bà thương cô gái tha hương, nhận làm con nuôi, cho vào hộ khẩu. Làm giấy tờ cho nó, cũng gả cho nó, có chồng, có cháu ngoại tháng giờ. Được một đứa con vậy cũng tốt rồi. Đáng lẽ là con phải sắt cái này ngâm muối trước, không phải mà để... Anh làm người tự do, mẹ chồng thì đã yếu, con út mới học lớp 5. Lúc mà cỡ 20 tuổi là bắt đầu là nghĩ về em, tại sao mình lại ngu như vậy, mình... Em mình không biết thương, không biết lo, không biết quay về lo cho gia đình của mình mà tự nhiên đi theo người ta làm chi để rồi bây giờ mình mất hết dòng họ, mất hết tất cả vậy đó. Lúc đó 20 tuổi cho lên bắt đầu mình nghĩ về em của mình. Tại hồi đó có xin về cô bệnh á, có nói là kiểu như là con muốn ghi về bệnh viện Bảo Lộc để con hỏi về cái nơi của con được không? Cái cô bệnh có nói là bộ mày là cha thiên hạ hay sao mày đòi về đó, mày hỏi bác sĩ ai mà trả lời cho mày được chuyện đó. Một là công an, hai là cái gì đó, người ta vào kiệt điều tra, người ta mới vô trong đó, rồi còn bệnh viện mấy bác sĩ người ta mới đưa cái đó cho mình coi, mình biết được. Chứ dân thường không thể nào mà vô đó để mà ta đưa cho mình những cái tài liệu là tí nhụ bà nó tên gì, hay là ở đâu tới, không có vụ đó. Cô bệnh cũng có nói rõ từng chi tiết vậy nên tôi không có về đó luôn, đi là đi luôn, không có về luôn. Cô không biết nói gì, chỉ biết là mong muốn là gặp được nó để mình biết là cảm giác có chị, có em, còn em ở trên đời vậy đó. Chỉ vì muốn nói một lời xin lỗi nhưng mà không biết nó có hiểu là nó tha thứ cho tôi hay không nữa. Chile thì đã đi tìm cho em rồi, tưởng như là đã đến đích rồi nhưng mà cuối cùng thì cũng chưa được. Tuy nhiên thì là có nhiều câu hỏi, chắc chắn là em có rất nhiều câu hỏi đúng không? Ví dụ như là quê em ở đâu, các em của em ở đâu, rồi chúng nó sẽ sống như thế nào, thì như chị của Chile có thể trả lời được một số. Ví dụ như là em nhìn này, bây giờ thì đã biết được cái tên Gia Viễn. Cái tên Gia Viễn có quen với em không? Gia Viễn là một huyện ở Ninh Bình, và Gia Viễn cũng là một xã ở huyện Cát Tiên của tỉnh Lâm Đồng. Đấy là vùng kinh tế mới. Đây, đây là chỗ Gia Viễn này. Em có nhớ không? Có quen không? Đây là vùng kinh tế mới mà mẹ đã đưa ba người con lên trên đó. Còn đây là trường tiểu học Gia Viễn. Cái hồi đấy là năm chị em, ba chị em là cùng học ở đây. Em thì học lớp 5, còn các em thì học lớp 1, lớp 2 đúng không? Em nhớ là có cái nhà đấy hồi đấy nó là nhà đất, vách bằng đất và ở trên lập tôn. Em nhìn nhé. Em có nhớ là nhà mình ở ngay đằng sau cái trường đó, mẹ em mượn được một mảnh đất và xây lên một cái chòi ở sau trường. Và cái con đường á, con đường bây giờ thì nó cũng hơi khác rồi, nhưng đây chính là đi ra cái chỗ bầu nước. Em có nhớ bầu nước ở trước nhà không? Ở trước là cây lúa là cấy hết ở ngoài này hay sao ạ? Bây giờ vậy. Là cái ruộng đồ nó hay thay đổi gì hết. Không thay đổi gì. Em nhớ này. Trong năm nay này. Trước thì quả đế đó, quả đế còn nặng thì thấy nó cũng làm được, không làm được. Nhà em ở ngay ở trên chỗ cái đất khô ở trên này này. Rồi mới chỉ được đến đấy thôi, nhưng mà rất là nhiều người đi kinh tế từ Gia Viễn, Ninh Bình đến đây thì chỉ đến năm chín mấy là người ta bỏ về rồi. Bởi vì vùng này là vùng trũng, không có trồng được lúa, suốt ngày ngập thôi. Người ta bỏ đi nhiều lắm rồi, hầu như không còn một người nào của cái thời mà mẹ con em ở trên đó cả. Có một bác ấy đến đấy vào năm 92, bác ấy có biết câu chuyện của mẹ con em. Nhưng mà bác lại không biết được em Phúc, em Hậu đi đâu cả. Em thì em mong gặp ai vào lúc này? Giao thừa thì sắp đến rồi. Em mong gặp nhất là hai đứa em của em và ông bà ngoại. Mong được gặp hai đứa em của em. Và cái giờ phút này thì mọi thứ, mọi ước mơ nó đều trở thành hiện thực.
thậm chí là còn hơn thế nữa. Bây giờ mình sẽ xem nhé. Đây là đất xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Nơi này cách xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, nơi mà chị Lý từng sống, đến 80 km về phía cao nguyên. Cũng 8-9 dân tộc anh em đó. Có người Hoa nè, người Chăm cũng có nè, Sơ Tiên cũng có nè, Mân Nông là chính gốc ở đây là Mân Nông. Rồi người Kinh nè. Ui, tại vì vừa rồi lúc mà họp thôn xã đó thì có nói là ở đây chính đồng bào á, chính dân tộc anh em sống trong một cái thôn này. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn và rất là giật mình, nói thẳng luôn, không ngờ chúng tôi còn được đài báo là để ý tới về vấn đề người thân thất lạc từ nhỏ giờ mới tìm ra. Xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi phải nhờ ông Men và anh Trung tình nguyện viên trở vào dãy gặp người cần tìm. Là mua cái miếng này 2014. Trước em ở bên Cát Tiên, Lâm Đồng, huyện Gia Viễn. Rồi xong em mới lớn lên, em mới lên 15 tuổi em lên Đà Lạt, em mở quán cơm bún phở cháo. 15 tuổi. Hình như là anh còn một người anh tên là Phúc nữa. Dạ đúng rồi ạ. Ông anh em là tên Đỗ Văn Phúc, tuổi Mùi á. Còn em Hậu thì em sinh năm 1981 ạ. Dạ, rồi bà chị tên là Đỗ Thị Lý nhưng mà đi rồi mấy chục năm nay cũng không thấy từ về hỏi thăm gì hết ạ. Thất lạc cái đâu mà em cũng có biết đâu. Tìm kiếm không có thấy đâu. Bỏ đi ở từ chỗ nào? Là ở Bảo Lộc, bệnh viện Bảo Lộc. Là mẹ em bận đi nuôi mẹ là đi luôn. Lúc đó em mới học có lớp 2, lớp 1, lớp 2, lớp 2. Còn ông An Phúc em học lớp 3. Còn chị Lưu ta học lớp 5. Hai chị bảo em cầm tay em viết nắn nó từng chữ một mà. Không còn chị về mà dạy dỗ các em học nữa là lớn lên là mỗi anh em đi mỗi đường. Ông anh em An Phúc to mập khỏe lắm. Ông đi bãi vàng bãi đá, ông ở là ông ở luôn không về luôn. Em trong người em là như thế nào em biết rồi, em tuổi thân như thế nào rồi. Từ lúc nhỏ tới giờ mà không ai nâng niu giúp đỡ. Bây giờ lớn thì cần gì ai nâng niu giúp đỡ nữa anh? Các anh, các chị. Nhưng mà nếu mà chị về anh có nhận chị, có quý chị như hồi xưa. Thì chị em cái tuổi ấu thơ đã từng cầm tay em nắn nót viết, bảo em viết từng chữ một mà anh. Lúc chị em tuổi ấu thơ mà đã từng cầm cây viết mà chỉ em viết từng chữ một thì dù sao thì dù cũng khúc dù trên khúc dù dưới cũng còn quý nhau chứ phải không đâu mà. Chứ còn chị em vẫn là chị em chứ em chẳng cần gì cả, tình cảm chị em là được rồi. Em lớn em cũng chẳng cần gì. Tết Nguyên Đán cũng lại đang tới gần nữa rồi. Đúng rồi, dặn cái này lấy về mai mốt nấu bánh tét không ạ? Chị Lý ơi! Nhưng mà... Chị Lý ơi! Chị Lý đây! Nhưng mà chờ một chút nữa thôi. Còn một điều kỳ diệu nữa sẽ đến. Em chờ một chút nhé, bình tĩnh nhé. Mà chúng ta xem tiếp tục xem là có gì nào. Mẹ ơi, mẹ, làm gì đó, mẹ ăn cơm chưa? Con đi dãy về này mẹ. Con đi làm mới về nè. Nếu có ai
vì nhầm lẫn hay vì muốn dụ chị đi trông con cho họ mà nói với chị rằng mẹ chị đã mất, thì chị Lý, chị hãy tha thứ cho họ. Mẹ chị còn sống. Vẫn hai cái này ăn này. Lâu lâu rồi. À. Hai lá sắn em nhớ. Cứ mỗi một lần đi ra hai rau mì lại nhớ đến con. Nó nói là sao mà đói thế mẹ ơi, không có cơm ăn à. Nó nói cái câu ấy mà tôi tuổi thân lắm. Bắt đầu là sáng ra thì ra quán hỏi người ta mua thiếu gạo trước. Bà ơi bán cho tôi bao bơ gạo đi về con ăn này, đến tối đi về tôi trả tiền. Hôm nay tôi có việc đi làm mướn rồi. Vậy là người ta bán cho bơ gạo về thì cứ tối lại nấu cháo vậy, đến trưa nấu cháo vậy. Mẹ con chia ra ăn vậy. Bây giờ nó thương hai em lắm. Thế tôi ở trên ấy tôi nhắn dặn nó là thôi đợt này con về thì con bảo ăn cho em học, mẹ vẫn cứ cho con đi học lớp 6 nữa thì con chịu khó con học, về con bảo em. Vậy là nó dạ dạ vâng vâng. Thì nó dạ dạ vâng vâng cái thì tự dưng chả biết là người ta khuyến rũ cho đi như vậy. Nó không nói tôi một câu nào luôn. Ra công an bắt đầu cô báo thì có mỗi một cái người bác ở đấy thôi, thì tôi cũng vừa khóc vừa kể. Nó vẫy tay như này, con nhà chị nó lên xe nó về đấy, chị ra lên xe mà về đi, nó về tới nhà rồi đấy. Đó thì đi đến đâu coi như là tôi khóc đến đấy, lên xe cũng vậy, tôi phải quỳ lại tôi van xin cái người lái xe cho tôi về đến chỗ đấy rồi tôi xuống. Bây giờ tôi đi viện đồng tiền thì không có, mà con tôi bỏ đi mất tích con đi rồi. Rồi lúc bây giờ là cái thằng em nó, hai anh em nó đi rủ nhau lên đấy. Nó nằm ở trong bệnh viện, nó nằm, chả biết là nó nằm mấy ngày là nó về, nó bảo là tìm không có thấy đâu hết. Nó nói tôi vậy. Tôi chỉ nghĩ mà con tôi bây giờ nó đói khổ quá, cho nên là người ta khí dỗ nó là nó nghe. Không biết là bây giờ nó về liệu nó có sợ không, nó có sợ mẹ chửi không hay là nó như thế nào thì tôi, bây giờ nó về là tôi quý, tôi cũng không có chửi nó đâu, tôi cũng không có đánh nó đâu. Sáng đây nè. Chị không có biết ở đâu để tìm, mấy em mới tìm mẹ.
chị cứ nghĩ là chị không, từ nào giờ mình không biết ở đâu nữa. Em đi từ trên nhà đây có 2-3 tiếng, 4 tiếng đồng hồ xuống đây này, em đi sáng á. Bây giờ đưa chị về nhà đi. Bây giờ về nhà là 4 tiếng đồng hồ nữa về nhà. Chị không biết, chị không có biết nhà mình ở đâu hết, cô không có biết nhà mình ở đâu nữa. Chị xin chúc mừng gia đình. Dạ, đây đây là chồng của con, đây là hai đứa con của con. Bà ngoại. Mình sẽ lùi lại đây một chút nào. Mình lùi lại đây. Mình lùi lại đây. Đi đâu đây chị? Lại đây. Dạ, sắp đến giao thừa rồi. Thế là mừng rồi. Xin chúc mừng gia đình, xin chúc mừng cô Dích, xin chúc mừng em Hậu. Như chị hề của cuộc chia ly, tìm kiếm để đoàn tụ thân nhân hoàn toàn miễn phí. Mọi kinh phí hoạt động đều từ nguồn ủng hộ của xã hội. Như chị hề của cuộc chia ly mong muốn trở thành hoạt động nhân đạo đầu tiên do các cá nhân nuôi nấng bằng sự tham gia đều đặn định kỳ. Bạn hãy góp sức để Như chị hề của cuộc chia ly tiếp tục tìm kiếm và đoàn tụ cho những người Việt còn chịu ly tán. Hãy góp một ổ bánh mì mỗi tháng, tương đương 20.000 đồng một tháng, để cùng làm nên 6 đến 12 cuộc tìm ra hàng tháng, mà live show vào tối thứ hai đầu tháng sẽ là nơi diễn ra những cuộc đoàn tụ tiêu biểu như trong mơ.